cho con của Loki và con Pila cháu. Đây, cho từng con một ra quay để cho mọi người nhìn, mọi người ngắm chọn. Đây là con dây màu xanh. Dây màu xanh. Cái đàn cho con này thì cho con mấy con lông nó đều ngắn, mấy con đực, đây là đực nhá. Mấy con đực lông nó đều ngắn và mắt nó đều, cái sắc tố mắt nó rất là tốt. Đó, mọi người có thể nhìn, chất lông thì bây giờ nó toàn lông bông thôi. Đây, em dây xanh, đó. Ok, thả cho đi lại tự do đi, bắt con khác. Này, hôm nay thì sau một lần cho ra vườn thì chúng nó đã biết cái nền đất này như thế nào, hôm nay nó chủ động nó ra vườn nó chơi rồi. Đó. Rồi, con tiếp theo. Con này là con đực dây đen pha với lại kiểu đầu của con Bruno. Sắc tố mắt thì cái đàn này sắc tố mắt của con các con chó đều rất là tốt, mắt sẫm màu, chân tay to, lông ngắn, con này cũng lông ngắn, đó. Rồi thả xuống đây để mọi người nhìn, đây là con dây đen nhá, được dây đen, đây là cái khung của nó đây, đó, người này, lông này. Lông bây giờ đang toàn là lông đệm thôi. Tức là bọn này là sẽ là chất lông về sau sẽ là chất lông rất là ngắn. Thậm chí là có thể ngắn hơn cả lông của con Loki luôn. Chất lông là rất là tốt đấy. À, màu mảng tương đối cháy. Đó. Toàn là đầu gấu đấy, nhưng mà nếu mà khi mà ra mà với người thì chúng nó tỏ ra là chúng nó gọi là theo nũng nịu, còn thả ra với nhau là chúng nó đầu gấu lắm. Ok, còn dây đen đó với chúng nó là cái kể cả cái bát nước rồi, nó cũng là mới. Muốn cho chúng nó biết thì đơn giản là búng búng tay vào thì chúng nó sẽ biết là đấy là cái chỗ nước uống. Hôm nay thì chắc chắn chúng nó sẽ chủ động, chúng nó ra nền đất chúng nó chơi ngay. Đàn này thì còn có tổng cộng 5 con đực. Thứ ba là con dây màu nâu, dây cổ màu nâu. Này. Ok, bế ngực cứ lên nào. Tất cả chúng nó là đều chân tay, chúng nó rất là to. Màu mảng thì rất là tốt, chia rất là rõ nét, sắc tố mắt là tất cả cái đàn này sắc tố mắt đều rất là tốt. Ok, đây là em dây màu nâu, em này thì có cái ánh mắt là giống ở bên đằng ngoại, cái mắt thì giống bên đằng ngoại, còn cái mặt của cái đàn này thì là giống với lại con kiểu mặt của con Loki, không quá ngắn, vậy là tương đối là cân đối. Nhưng mà cái mắt thì có con thì giống theo kiểu Loki, còn có con thì giống theo kiểu bên ngoại. Những con mắt mà hơi sách một chút, hơi có một cái độ sách một chút là cái mắt của bên đằng ngoại. Rồi, ra uống nước ngay. Lần này thì chân cẳng của chúng nó là khỏe đấy. Và mọi người phải hiểu là 20 ngày liền gần đây chúng nó không được ra ngoài vì thời tiết, vì cái điều kiện nuôi và vì thời tiết. Nó không được ra ngoài. Bọn này nó chỉ cần được đi lại thả tự do theo kiểu như này một tuần thôi, là chúng nó chân chúng nó sẽ chắc nịch ngay. Chỉ cần một tuần thôi. Cho nên là muốn cho chủ đón về nhà mới luôn. Thì ở cái điều kiện nhà mới mỗi con một nhà ấy, hoặc là nuôi cùng với một hai con khác, nó có bạn chơi, nó được tự do, nó chạy nhảy, thì cái con chó là cái chân của nó sẽ cứng rất là nhanh. Con tiếp theo là con dây hồng. Con nâu xong rồi còn gì nữa, xích ra, nâu xích ra đi để quay con hồng nào. Xích ra nâu xong rồi.
Rồi, tiếp theo là em dây hồng. Rồi. Em này thì cũng là cái ánh mắt sắc lẹm giống như là em dây nâu, là cái ánh mắt là theo cái kiểu ở bên đằng ngoại. Chính xác là ánh mắt này là cái ánh mắt của con mẹ con Bruno. Mình rất ấn tượng với là cái kiểu mắt này, vì nhìn cái kiểu mắt nó sắc lẹm, nó vẫn là trong cái chuẩn cái mắt của con rốt, nhưng mà nó có một cái độ hơi sách một chút, rất là tình cảm. Những cái con tất cả những cái con đực này nếu mà thả ra với nhau mà nó tranh nhau cái gì thì nó rất là đầu gấu, nhưng mà khi mà người bế lên ấy thì chúng nó sẽ rất là òn ẻn, làm là nó theo cái kiểu nó mít ướt đấy. Nhưng thực ra là tính cách của chúng nó là bá đạo lắm đấy, nó tình cảm nhưng mà nó rất là bá đạo. Ok, thả xuống. Con khác. Bốn con, còn một con nữa. Rồi. Đây để mọi người thấy này, ra cái này, ra uống nước này. Rồi, bắt đầu nô này, bốn con ra rồi này. Là bắt đầu là tung tăng ngay. Đó, mọi người thấy là chỉ hôm qua chỉ có thả nó ra chơi khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Hôm nay bắt đầu thả ra tiếp. Như nó đã quen với cái nền này phát là hôm nay nhìn cái bước chân nó đã chắc hơn hẳn so với ngày hôm qua rồi. Ngày hôm qua là lần đầu tiên chúng nó được ra nền đất. Bình thường là thả ở cái chỗ nuôi nên là chỉ thả là cho ở trong nhà, thành ra là nền đá hoa. Rồi con da cam. Con da cam là một con có cái khuôn mặt là rất là ấn tượng ở trong cái con mấy cái con này. Đây, con dây màu da cam này là cái con mà có cái khuôn mặt rất là ấn tượng. Con này thì có lẽ là nó là sẽ là cái con về sau lớn lên có thể nó sẽ là con giống con Lucky nhất, khả năng là giống bố nhất. Còn cái đàn này chúng nó đều là cái mặt của nó đều trên mặt nó đều có cả nét của bố và có cả nét của mẹ. Thiên về cái nét của bố thì nhiều hơn, nhưng mà ánh mắt là có mấy con là cái ánh mắt là ánh mắt theo của bên cái dòng máu họ ngoại. Mọi người cứ để ý là trại nhà mình là có con chó Nhật là con Dina. Cái con cái là cái con Dina ấy, cái con Dina thì nó chính là cái con em cùng mẹ với con Bruno, nhưng con Dina cái ánh mắt của nó là nó giống con mẹ. Con Bruno thì mắt của nó không giống con mẹ, con Bruno nó giống con bố nó 100%. Nhưng mà ở trong cái đời này là nó lộ ra này, đời này là đây là gọi cháu gọi Bruno bằng ông rồi này, ông ngoại. Thì ở đời này nó lại lộ ra cái ánh mắt đấy, chính là cái ánh mắt giống như là cái mắt của con Dina. Nó không giống hẳn nhưng mà nó là có cái nét đấy. Cái mắt này thì nhìn nó có một cái độ sắc. Tất nhiên mỗi người một kiểu. Mình thì mình thấy cái kiểu mắt gọi là tròn tròn, nhìn mình thấy là nó gọi là có con chó nó gọi là theo kiểu nó điềm đạm hơn. Ánh mắt của bọn này thì nó nhìn nó có vẻ có độ tinh quái hơn. Sắc tố mắt thì tất cả các con đực ở cái đàn này sắc tố mắt đều rất tốt. Màu mảng thì duy nhất là có trong mấy con là có con này là cái màu mảng nó có một cái vệt màu ở cổ. Đó. Là có duy nhất là cái con này là nó còn có một cái mảng hơi lan màu là cái lông đệm đấy của nó là cái dải lông đấy là màu theo kiểu màu vàng pha lẫn với màu trắng. Là gọi là nếu mà bình thường ấy mà đây nó là lông cứng ấy thì nó sẽ có thể nói là nó là lem màu, nhưng đây nó tất cả nó vẫn đang là lông đệm, thành ra là chưa biết được nhé. Nếu mà khi nó là lông mềm ấy thì lớn lên nó là lớp lông ở bên trong thì nó vẫn sẽ không bị lem màu đấy. Như em này là sẽ còn phải theo dõi này, nếu mà ai mà có bắt em này ấy, thì sẽ có những cái gọi là hơi đặc biệt một chút. Là bởi vì nó bây giờ nó đang chưa thay lông thì mình chưa biết được. Thì sẽ có những cái dao kèo riêng nếu mà ai mà bắt em này. Em này thì mặt thì lại rất là ấn tượng. Ở đây có một tí ở cái cổ đây là bây giờ là cái nhìn cái viền lông đấy có vẻ như là nó pha một chút trắng một chút vàng. Và nó vẫn có một cái dải, thành ra là có lẽ là sẽ phải có một cái dao kèo ở bên ngoài. Con chó nó đều rất vui vẻ, mọi người mà để ý cái đuôi của chúng nó vẫy tít ấy. Ok, thả nó ra đi, cho nó đi ra uống nước.
hôm nào cho qua là quay nhưng mà còn phải cho chủ nó đón, thành ra là không có quay chi tiết từng con mà được. Hôm nay mới quay từng con để cho mọi người nhìn. Đó. Ừ. Con nào? Con dây hồng và con da cam. Đấy, mọi người nhìn cái dáng đứng chân của chúng nó này, cái chân sau của chúng nó này. Nó đứng vuông chân hoặc đứng khuỳnh ra thì đấy là cái thể hiện cái chân của nó rất là khỏe, còn cái chân trước của chúng nó này. Đó. Mọi người sẽ thấy là nó sẽ khác hẳn ngày hôm qua. Nếu hôm qua mà để ý cái video ngày hôm qua mà chúng nó đi lại ấy, là nó vừa đi nó chân nó vừa đi nó vừa giò vì nó chưa quen cái nền này. Thì chúng nó vừa đi vừa giò mà cộng với lại một cái thời gian nắng nóng kéo dài nên chúng nó không được ra ngoài. Thời tiết thất thường là không dám cho chó ra ngoài. Cho nên là cái vận động của chúng nó là nó vừa đi nó vừa giò thì nhìn nó cái chân của nó rón rén, nó bước nó không chắc chân. Nhưng ngày hôm nay thả ra là nó đã có độ chắc chân rồi. Còn chắc chắn một điều là khi mà về nhà mới, mà về khoảng ở nhà mới khoảng tầm một tuần sau mà con chó nó có cái chỗ nó được thả, nó vận động tự do đi lại, có thể chỉ không cần nhiều, có thể là chỉ cần một ngày nó được đi lại khoảng tầm một tiếng thôi. Tức là nó tự do, nó muốn lững thững nó đi chỗ nào thì đi. Tiếng thôi là đủ ra. Nền đất hoặc là nền đất hoặc là nền theo kiểu nền xi măng như thế này. Còn nền đá hoa thì chúng nó đi là nó sẽ không chắc chân được. Nó đi sẽ rón rén bởi vì nó trơn. Nền đá hoa mà khô thì cũng được. Còn ướt dính ướt một tí là nó sẽ trơn. Đó, chất lông thì tất cả chúng nó chất lông nó đều ngắn. Tất cả bọn này chất lông đều ngắn. Còn dây màu da cam này thì là lông nó dài hơn mấy con còn lại. Nó dài hơn nhưng nó cũng vẫn là lông ngắn. Dài hơn không đáng kể. Và chúng nó đều là lông bông nha mọi người nha. Và thế thì mọi người mới thấy được là cái độ di truyền, nói về cái gen của con chó Đức là nó giữ cái gen của nó rất là bền. Vì cái đời chó này là cái đời, nếu mà tính ra là nó là đời chó ở đời thứ hai, chó ở đời thứ hai rưỡi của trại. Tức là gì? Những cái con chó nhập về này, chó đẻ ra, giả sử như con Loki là bố của đàn này nhá, thì coi như nó là đời đầu tiên. Bố mẹ nó là hai con nhập về. Thì nó là đời 1. Thì con của nó là đời 2 đúng không? Nhưng mà cái con Pila ấy, con Pila mẹ của đàn này, này thì bố của nó là con Bruno thì là con nhập. Nhưng mẹ của nó là con Hanna thì nó lại là con đời 1. Con Hanna thì là tức là bố mẹ của nó nhập về. Và chạy nhân giống ra và chạy giữ lại. Thì đó. Thì như nó thì là tính là có thể tính là đời 2. Như bản thân con Pila là có thể tính là đời 1 rưỡi rồi, đời 1 rưỡi hoặc là đời 2 rồi. Thì con của nó sẽ là đời 2 rưỡi hoặc là đời 3. Thì mọi người sẽ thấy là sau 3 đời chó đi, quay như thế là 3 đời chó này, cái chất lông của con chó nó vẫn giữ nguyên như ban đầu, như con cho nhập vậy. Là lông của nó hai lớp rõ ràng, hai lớp toàn thân. À, mọi người sẽ thấy hai lớp toàn thân thì nó sẽ có cái lớp lông đệm này, cái lúc nhỏ này có lớp lông đệm dày và rõ nét. Con chó mà nó có hai cái lớp lông thì cái lớp lông đệm ngày nhỏ này, lớp lông đệm nó sẽ rõ nét. Mọi người mà cứ để ý cái con Melsie với lại con Siro của mình, những cái lúc nó thay lông là mình nhỏ cái lớp lông đệm ở bên trong của nó này, trên người của nó còn để lại hình trái tim đấy. Đấy là bởi vì là nhỏ cái lớp lông đệm ở bên trong, chỉ giữ lại cái lớp lông cứng ở bên ngoài. Nó thành là nó có hai lớp. Còn những con chó mà nó không giữ được cái gen ấy, cái gen nó bị biến đổi rất là nhanh theo cái thời tiết ấy, thì mọi người sẽ thấy là trên người của nó gần như là nó sẽ không có lông đệm, gần như nó chỉ có sợi lông cứng thôi. Và cái lông cứng của nó không cứng hẳn như là cái lông của con chó con theo kiểu con chó Đức đâu. Con chó Đức là cái kiểu lông của nó, cái sợi lông cứng là nó cứng hẳn. Và cái lớp lông đệm của nó với lớp lông cứng là nó rõ nét, nó chia ra. Còn những cái con mà nó gần như, có rất nhiều con là nó gần như nó sẽ không có cái lớp lông đệm, gần như là không có lớp lông đệm và chỉ có lông sợi thôi, chứ không có lông bông. Đấy cũng là một cái sự, một cái đặc điểm riêng biệt của cái con chó mà theo cái kiểu máu Đức. Cái độ di truyền về cái chất lông của nó là nó di truyền là nó rất là ổn định và kéo rất là lâu. Đời chó này là coi như là đời chó thứ 2 rưỡi.
Tính ra thì tính đời chó là coi như là đời chó thứ hai rưỡi đấy. Tính theo con mẹ là đời chó thứ ba, mà tính theo con bố thì là đời chó thứ hai. Tính cách của chúng nó này là chúng nó rất là tự tin luôn. Đây là hôm nay là lần thứ hai cho ra đây chơi nhá. Hôm qua là lần đầu, hôm nay lần thứ hai này chúng nó đã biết là đây là nhà của chúng nó rồi nhá. Đã biết đây là nhà, đây là vườn nhà, nó biết ngay. Và nó tự do, nó chơi, nó tìm hiểu, nó này kia. Em cún cái mà ngày hôm qua chủ nó đón về đấy là chủ có báo lại là con chó nó về nhà, nó không có lại nhà gì cả và nó vui vẻ, nó tìm hiểu luôn. Nó vui vẻ, nó tìm hiểu nhà cửa, nó này kia luôn chứ nó không có rón rén. Đó là cái một cái đặc tính về cái thần kinh của con chó. Với con chó rốt này, con chó rốt chuẩn là nó rất là tự tin, cái tính cách của nó rất tự tin. Nó không có e ngại. Vậy này ít ngại lắm. Ít ngại cái mới. Và cũng không ngại va chạm. Đấy là một cái đặc trưng của cái giống này. Giống Rottweiler này nó được mệnh danh là cái giống chó gọi là giống chó dũng cảm và giống chó gan dạ, giống chó can đảm nhất trong tất cả các giống chó ở trên thế giới cơ mà. Nó không e ngại cái mới, nó chủ động, nó tìm hiểu. Và nó phải rất là thông minh. Thì nó thông minh thì nó mới nắm được tình huống được. Và nó biết chỗ nào là chỗ mà có thể chơi được, hay là nó biết ai là chủ nó. Như chúng nó bây giờ là có thể chúng nó về đây một ngày, thế là chúng nó có thể coi mình là chủ chúng nó luôn rồi này. Đó. Về nhà mới với con chó con này, nó về nhà mới nó sẽ biết luôn ai là chủ nhà luôn. Nếu chủ nó đến đón nó về nhà mới, nó sẽ bám cái người ấy luôn. Bám cái người đến đón, biết ai là chủ của nó luôn. Và về nhà cái mà có động này kia là nó sẽ biết, nó sủa trong nhà luôn. Chứ nó không có phải là phải chờ đợi đến khi nó lớn lên mới biết đâu. Nó có biết trong nhà hay không là từ bé ra. Rốt này nó được xếp và nó được đánh giá là ở trong top 10 những giống chó thông minh nhất ở trong hơn 200 giống chó mà thuần chủng mà được công nhận. Trong hơn 100 giống chó phổ biến nuôi trên thế giới, rốt là nó nằm ở trong top 10 giống chó thông minh nhất. Thì nó không có lý do gì mà nó lại trong nhà nó lại thua một con chó ta cả. Cái con chó ta của chúng ta là nó còn chó ta của chó của Việt Nam mình nó còn chưa có thuần chủng nhá. Chưa phải là một giống chó thuần chủng, nó còn đang lai tạp lung tung cả. Mà con chó con nó cũng phải biết trong nhà gì chứ. Làm sao mà nó không biết trong nhà? Thì không có lý gì cái giống chó thông minh nó lại không biết trong nhà cả. Cái việc mà nó biết trong nhà thì nó phải là điều dĩ nhiên. Bọn rốt này nó còn phải hơn cái con chó ta. Ở cái là gì? Ở cái là nó phải nhận diện được chủ nó. Nó nhận diện được chủ nó nhanh hơn được con chó ta. Và đúng nó là như thế. Bọn này nó nhận diện chủ nhanh hơn. Nó bám chủ nhanh hơn và nó biết chiều chủ hơn. Nó rất là biết chiều chủ. Nhất là chơi với trẻ con là chúng nó biết chiều luôn. Ê, con dê nâu. Đó, người thấy không? Nó chỉ một ngày thôi. Gặp chúng nó một lần thôi là chúng nó đã biết rồi, chúng nó đã hiểu được vấn đề rồi. Nó hiểu và nó nhớ rồi. Hiểu được vấn đề và nó nhớ. Và nó chủ động nó lại gần. Đã nhảy vào trong đấy rồi. Thôi, cho con đấy nó vào trong chuồng luôn đi. Đấy, sảnh ra cái nó chui vào trong cái khay nước nó nằm luôn. Đứa nào mà phi vào trong đấy nằm là đứa đấy sẽ vào trong chuồng nằm luôn. Nha. Đàn này thì các con chó nó đều nhau. Khung là tương đương. Khung của mấy con là nó tương đương nhau thôi. Đều chó. Ok, cho vào đi, từng con một, nhấc từng con một. Kiểu gì nó cũng sẽ nghịch nước vì nó nóng. Mình có muốn nghịch nó. Ngồi vắt chân nữa. Ghê gớm chưa? Là nô đấy. Còn ba con bên ngoài bắt đầu phản.